Từ rừng sanh sợ hãi, rừng đốn rừng và ái dục, tỳ kheo hãy tịch mịch, tỳ kheo hãy tịch tịnh. Bài số 284 là khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn rạc buồn như con bò vú mẹ. Thì hai cái bài này, thưa quý vị, nó có cái tích truyện là trong thời Đức Phật đó, có năm vị đàn ông mà lớn tuổi rồi, khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp á, thì thấy hay quá, cho nên năm vị này mới xin đi tu, xin Đức Phật cho thọ giới tỳ kheo. Thì khi mà thọ giới tỳ kheo rồi đó, thì chư tăng là phải đi trì khất thực, mỗi ngày phải ôm mình bác đi trì mình khất thực đó. Nhưng mà đi những cái thôn làng khác á, thì đồ ăn rất là thô thô thiển, cho nên mấy vị này không có thích. Thì một hôm đi ngang qua nhà của họ đó, đi ngang qua nhà của họ, thì một trong mấy người vợ của mấy ông này nè, thì có cái bà này, bà nấu ăn rất là ngon, rất là khéo, cho nên mấy mấy vị này đó lại thích hợp với lại cái khẩu vị đó, cho nên mấy ông tây bị dính mắc trong cái chuyện thức ăn. Cho nên ngày nào á, năm vị tỳ kheo này đó cũng đi đến cái nhà của cái bà này đó để mà nhận vật thực. Thì nhờ ăn uống như ý đó, nên mấy vị này rất là vui. Nhưng một hôm không may đi, cái bà này bà bị bệnh, bà chết, bất đắc kỳ tử đó, chắc bị tim hay sao, bị ngộp tim chết. Thì khi mà cái bà này bà chết đó, thì năm vị này sanh ra buồn, buồn phiền đó, tại vì thương tiếc đó, thương tiếc buồn phiền là do cái tham ái, do cái ái dục, cho nên mấy vị này đó buồn phiền và sầu muộn. Thì câu chuyện này đó đến tai Đức Phật, thì Đức Phật biết rồi, Đức Phật biết mấy người này bị dính mắc, dính mắc, cho nên Đức Phật mới nói lên cái bài kệ này, là người nông phu á, đốn cây á, thì phải tức là phải đốn luôn cái gốc, chứ chứ không nó mọc lên lại, tức là nhổ cỏ là nhổ tận gốc á. Còn người tu á, thì phải phải trừ cái ái dục, người tu là phải sống tịch tịnh. Thì Đức Phật giảng như vậy đó, thì năm vị này mới tỉnh ra, từ đó mới bỏ bỏ cái ái dục, vì đó từ đó năm vị này mới tỉnh táo và tu và sáng suốt trở lại. Mô Phật, thưa Đạo Tràng, sư thấy tỳ kheo Pháp Thanh đã đến với lớp học rồi, bây giờ sư xin gửi mic lại cho Nguyên Như Thỉnh Pháp Sư nhé. Mô Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Dạ con Nguyên Như một lần nữa con sư xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ pháp sư bà đã vào lớp, Nguyên Như xin mời chư vị cùng với Như với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Ta Sa Pa Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pa Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pa Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Brahmacalo katipati sahampati katanjali antiwarang aya jatha
san ti tha san tam pa ra chang kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang san tham ma phê rin vi nha dành cha ca dân sủa tân cha bánh thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta dành tô cha tu san cha đành đăng bắp bồ thà nây dê pa ri sa dạ mạnh chê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoáng phân nhầm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhâm vườn lòng giả ngài dời trường sang thuyền phàm độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh dự phàm tự đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo phàm vô mười lăm hạ phàm vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ơn phổ cầm đám mưa lạnh rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tin rõ ràng thỉnh ngài thuyên pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ Nguyên Như con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để thử mic trước khi con đọc bài ạ. Con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả quý tôn nữ và quý phật tử. Tiếp tục trong cái bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học cái Milinda Vấn Đạo, cái đoạn từ 26 đến đoạn 30. Và bây giờ xin mời cô Nguyên Như Quang Thủy đọc phần chánh kinh và sau đó thì sư sẽ giải thích và chia sẻ thêm những cái điều ở trong phần chánh kinh. Mời cô Nguyên Như. Nam mô Bố Thầy nhé. Alo, alo, chị Nguyên Như ơi, chị chưa cầm mic. Dạ, chị chưa cầm mic nha. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ, cả nhà có nghe được con không ạ? Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con xin Đạo Tràng cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để đi vào phần số 26 và phần... số 26 cho tới đoạn số 30. Dạ, dạ con xin kính đọc bài ạ. Số 26. Vào lúc bấy giờ, có một đại tín nữ đã hộ độ Đại Đức Asagutta thời gian 30 năm. Khi ấy, vào cuối thời điểm 3 tháng, đại tín nữ ấy đã đi đến gặp Đại Đức Asagutta. Sau khi đến đã nói với Đại Đức Asagutta điều này: Bạch sư, có vị tỳ khưu nào
khác hầu cận sư không? Này đại tín nữ, có vị tỳ khưu tên Nagasena hầu cận chúng tôi. Bạch sư Asaguta, như thế thì xin sư cùng với vị Nagasena hãy nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai. Đại đức Asaguta đã nhận lời bằng thái độ yên lặng. Sau đó, vào cuối đêm ấy lúc rạng đông, đại đức Asaguta đã quấn y trùm y, rồi cầm bình bát và y cùng với đại đức Nagasena là vị sa môn hầu cận đã đi đến tư gia của người đại tín nữ. Sau khi đi đến, đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được xếp đặt. Khi ấy, người đại tín nữ ấy đã tự tay làm hài lòng và toại ý đại đức Asaguta và đại đức Nagasena với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Sau đó, khi đại đức Nagasena đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, đại đức Asaguta đã nói với đại đức Nagasena điều này: Này Nagasena, con hãy nói lời tùy hỷ cho người đại tín nữ. Nói xong điều ấy, đã rời chỗ ngồi, đứng dậy và ra đi. Số 27. Sau đó, người đại tín nữ ấy đã nói với đại đức Nagasena điều này: Bạch sư Nagasena, tôi đã lớn tuổi, hãy nói lời tùy hỷ cho tôi với bài giảng pháp thâm thúy. Khi ấy, đại đức Nagasena đã nói lời tùy hỷ cho người đại tín nữ ấy với bài giảng vi diệu pháp thâm thúy, vượt trên thế gian, liên quan đến không tánh. Khi ấy, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ, sanh khởi đến người đại tín nữ ấy. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Còn đại đức Nagasena, sau khi nói lời tùy hỷ cho người đại tín nữ ấy, trong khi quán xét lại pháp do mình thuyết giảng, đã khởi sự việc minh sát, và trong khi đang ngồi ngay tại chỗ ngồi ấy, đã thành tựu quả nhập lưu. Khi ấy, đại đức Asaguta ngồi ở ngôi nhà tròn, sau khi biết được việc đạt thành pháp nhãn của cả hai người, đã thốt lời tán thưởng rằng: Lành thai, lành thai, này Nagasena, với một phát bắn mũi tên mà hai thân thể to lớn đã bị vỡ tung, và nhiều ngàn chư thiên đã thốt lời tán thưởng lành thai. Số 28. Sau đó, đại đức Nagasena đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến gặp đại đức Asaguta. Sau khi đi đến đã đảnh lễ đại đức Asaguta, rồi ngồi xuống một bên. Khi đại đức Nagasena đã ngồi xuống một bên, đại đức Asaguta đã nói với đại đức Nagasena điều này: Này Nagasena, con hãy đi đến Pataliputta, ở thành phố Pataliputta, tại tu viện Asoka, có đại đức Dhammarakkhita cư ngụ, con hãy học lời dạy của Đức Phật trong sự chứng của vị ấy. Bạch Ngài, từ đây đến thành phố Pataliputta là bao xa? Này Nagasena, 100 do tuần. Bạch Ngài, đường đi quả là xa, trên đường đi vật thực khó kiếm, con sẽ đi như thế nào? Này Nagasena, con hãy đi. Trên đường đi con sẽ nhận được đồ ăn khất thực gồm có cơm gạo ngon, không có hạt đen, nhiều canh, nhiều thức ăn. Bạch Ngài xin vâng. Sau khi đảnh lễ đại đức Asaguta và hướng vai phải nhiễu quanh, đại đức Nagasena đã cầm lấy bình bát và y, rồi ra đi du hành về phía Pataliputta. Vào lúc bấy giờ, nhà triệu phú người Pataliputta cùng với 500 cỗ xe đang di chuyển ở con đường dẫn đến Pataliputta. Nhà triệu phú người Pataliputta đã nhìn thấy đại đức Nagasena từ đằng xa đang tiến đến. Sau khi nhìn thấy, đã quay 500 cỗ xe trở lại và tiến đến gần đại đức Nagasena. Sau khi đến gần, đã đảnh lễ đại đức Nagasena rồi nói rằng: Bạch sư, sư đi đâu? Này gia chủ Pataliputta, tốt quá thưa sư, chúng tôi cũng đi Pataliputta, sư hãy thoải mái đi cùng chúng tôi. Sau đó, nhà triệu phú người Pataliputta có được niềm tin vào bốn oai nghi của đại đức Nagasena
nên đã tự tay làm hài lòng và toại ý Đại Đức Nagasena với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến khi Đại Đức Nagasena đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát. Ông ta đã cầm lấy một chiếc ghế thấp, rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nhà triệu phú người Pataliputta đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Bạch sư, sư tên gì? Này gia chủ, tôi tên Nagasena. Bạch sư, vậy sư có biết lời dạy của Đức Phật không? Này gia chủ, tôi có biết các câu về vi diệu pháp. Bạch sư, thật là lợi ích cho chúng ta. Bạch sư, thật khéo đạt được cho chúng ta. Bạch sư, con cũng thích vi diệu pháp. Sư cũng chuyên về vi diệu pháp. Bạch sư, thỉnh sư nói về các câu vi diệu pháp. Số 29. Khi ấy, Đại Đức Nagasena đã thuyết giảng vi diệu pháp cho nhà triệu phú người Pataliputta. Ngay trong khi đang lần lượt thuyết giảng, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến nhà triệu phú người Pataliputta. Có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Sau đó, nhà triệu phú người Pataliputta đã cho 500 cỗ xe đi trước, còn bản thân đi phía sau. Ông ta đã dừng lại ở đường rẽ hay không xa thành Pataliputta, rồi nói với Đại Đức Nagasena điều này. Bạch sư Nagasena, đường này dẫn đến tu viện Asoka. Bạch sư, còn đây là tấm mệnh lệnh quý báu của tôi, bề dài 16 cánh tay, bề rộng 8 cánh tay. Bạch sư, vì lòng thương tưởng, xin sư hãy thọ nhận tấm mệnh lệnh quý báu này. Đại Đức Nagasena, vì lòng thương tưởng, đã thọ nhận tấm mệnh lệnh quý báu ấy. Khi ấy, nhà triệu phú người Pataliputta được hoan hỷ, phấn khởi, vui mừng, sanh tâm phỉ lạc, đã đảnh lễ Đại Đức Nagasena, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Số 30. Sau đó, Đại Đức Nagasena đã đi đến tu viện Asoka, gặp Đại Đức Thammarakkhita. Khi đi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Thammarakkhita và nói về lý do đi đến của mình. Sau đó, trong sự chứng minh của Đại Đức Thammarakkhita, Đại Đức Nagasena đã học Tam Tạng, lời dạy của Đức Phật về văn tự chỉ với một lần đọc trong 3 tháng, rồi thêm 3 tháng nữa chú tâm về phần ý nghĩa. Khi ấy, Đại Đức Thammarakkhita đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Này Nagasena, cũng giống như người chăn bò bảo vệ con bò, còn những kẻ khác thưởng thức hương vị, sản phẩm của bò. Này Nagasena, tương tự y như thế, mặc dù đang thuộc lòng Tam Tạng, lời dạy của Đức Phật, con không hưởng được phần của bản thể Sa Môn. Bạch Ngài hãy là vậy, với chừng này là đủ rồi. Ngay trong ngày ấy, Đại Đức Nagasena đã đạt được phẩm vị A-la-hán cùng với các tuệ phân tích. Cùng với việc thâm nhập chân lý của Đại Đức Nagasena, tất cả chư thiên đã ban lời tán thưởng lành thai. Trái đất đã gầm lên, các phạm thiên đã vỗ tay, các bột trầm hương của cõi trời và các bông hoa mạn đà la của cõi trời đã đổ mưa. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh của ngày hôm nay. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư Pháp Thanh để sư có thể giảng dạy cho chúng con bài học ạ. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. À, rất cảm ơn cô Như đã đọc cái phần chánh kinh. Trong cái đoạn này đó thì chúng ta thấy rằng Đại Đức Nagasena đã trải qua 3 tháng an cư mùa mưa và đã có nhân duyên để thuyết giảng cho bà Đại Tín Nữ đã đắc được sơ đạo sơ quả.
trở thành bậc thánh nhập lưu. Thì trong khi mà Đại Đức Nagasena quán sát lại những cái pháp mà mình đã giảng dạy cho bà tín nữ, thì ngài cũng đắc được cái quả nhập lưu. Cho nên trong cái vấn đề mà nghe pháp rồi giảng pháp rồi chúng ta suy tư về những cái pháp mà mình đã học hay là mình đã giảng thì nó sẽ đem đến lợi ích. Thì qua một cái thời pháp mà nó để đem đến lợi ích cho cả hai người. Rồi sau khi mà trải qua 3 tháng an cư mùa mưa thì bắt đầu Đại Đức Nagasena đã đi đến tu viện Asuka ở Patilapattu Buddha. Nhưng mà trên đường đi đó thì cũng gặp cái một ông nhà triệu phú và một người thương buôn. Thì khi mà thuyết giảng cho ông này đó thì cũng giúp cho ông này đạt đến cái thánh đạo thánh quả. Và ông này đã dâng cúng cho Đại Đức một cái mền len. Rồi Đại Đức đã đi đến cái tu viện Asuka gặp ngài Thammakkhita, và sau đó thì đã học tam tạng với những cái từ ngữ rồi ý nghĩa, và sau khi quán sát thì đã chứng đắc A La Hán với tứ tuệ phân tích. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đó, tất cả mọi cái vấn đề mà nó xảy ra là nó đều có nhân, có duyên. Một cái bà đại tín nữ đã hộ độ cho một cái vị trưởng lão suốt 30 năm. Nhưng mà khi mà cái nhân duyên nó chưa đến, rồi chỉ gặp một cái vị tỳ kheo, rồi nhân duyên nó đến, bà này thỉnh Đại Đức Nagasena giảng pháp cho mình, thì Đại Đức đã làm cho bà đắc được pháp nhãn. Rồi trên đường đi cũng vậy, cái ông đại bá hộ này đó, ông triệu phú này đó, ổng cũng là cái người có cái tâm tịnh tính, nhưng mà cái nhân duyên đó, nó chưa đến. Thì khi mà được đi cùng với Đại Đức Nagasena trên đường đi đàm luận về Phật pháp, rồi ông này thỉnh Đại Đức Nagasena thuyết giảng cái giáo pháp cho mình nghe, thì nhân duyên nó trùng hợp, cho nên là Đại Đức đã giảng về diệu pháp, và ông này đã đắc được cái thánh đạo thánh quả. Do đó chúng ta thấy rằng tất cả mỗi khi mà chúng ta học Phật pháp là chúng ta gieo trồng những cái chủng tử. Thì chính những cái chủng tử tốt đẹp này đó trải qua sự dung bồi, sự dung bồi ươm mầm, rồi từng lúc mỗi lần mà chúng ta học đọc tụng, rồi chúng ta suy tư, chúng ta phản tỉnh xem xét về các pháp mà mình đã học, rồi thì làm cho cái sự ghi nhớ về pháp của mình nó càng sâu xa mạnh mẽ hơn. Rồi chính những cái sự mà suy tư
phản tỉnh xem xét này đó là sao? À, giống như á là mình đã gieo, mình đã gieo cái hạt giống xuống rồi. À, chúng ta phải dung bồi, phải tưới nước. Thì cứ mỗi lần á mà mình xem xét, mình suy tư như vậy đó là giống như là mình tưới nước cho những cái hạt giống. Thì nhờ đó là cái cây nó sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Cho nên á là cái chính cái sự dung bồi này đó, cái sự gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp là sao? Nó chính là cái nơi nương nhờ, nó là cái hải đảo, nó là cái ngọn đèn. Chính cái nơi nương nhờ, cái hải đảo để mình nương tựa, chính cái ngọn đèn này đó, nó sẽ dẫn, hướng dẫn mình đi đi đến cái nơi mà con đường giải thoát tốt đẹp. Thì cái nơi nương tựa đó, cái hải đảo này, cái ngọn đèn này đó, thì Đức Phật nói phải tự mình làm, phải tự mình xây dựng, tự mình kiến tạo. Chính vì cái khi mà chúng ta tạo lập cái nơi nương tựa, cái hải đảo, cái ngọn đèn này đó, nó là cái điều kiện, là nhân, là duyên để chúng ta gặp được Phật Pháp, gặp được những cái vị mà có khả năng, có điều kiện để mà có thể thuyết giảng cho chúng ta hiểu biết, để đạt đến những cái điều tối cao hạnh phúc tốt đẹp. Cho nên là chúng ta cứ cố gắng nỗ lực học Pháp, rồi suy tư về Pháp, rồi có thể mình đem những cái pháp mình học mà để mà mình thực hành áp dụng trong đời sống. Thì như vậy đó, chúng ta an trú trong Pháp, thì mặc dù là mỗi giây phút mà chúng ta an trú trong đời sống trong Pháp á, mặc dù chúng ta chưa đạt đến những cái thánh đạo thánh quả, nhưng mà chúng ta cũng có được sự an lạc, chúng ta nếm được cái hương vị của giáo pháp. Còn nếu mà chúng ta chỉ học thôi, chúng ta chỉ học thôi mà không có suy tư, rồi không có thực hành, thì như vậy đó, cái nhân duyên nó còn non yếu. Cho nên đó là trong cái thời gian mà sức khỏe, trí tuệ của chúng ta còn đầy đủ, mà chúng ta có thể là tận dụng những cái thời gian quý báu này để mà chúng ta học hỏi, tìm hiểu, rồi chúng ta suy tư, phản tỉnh xem xét, rồi chúng ta nỗ lực thực hành, thì nó sẽ đem đến nhiều cái lợi ích tốt đẹp ngay trong đời sống hiện tại. Và chính nó là những cái nhân, những cái duyên để đưa chúng ta đi đến cái sự an vui tốt đẹp, tìm đến cái hạnh phúc cao thượng trong ngày vị lai. Thành ra đó chính chúng ta đó, tạo cái con đường đi đến cái nơi an vui cho chính mình. Đức Phật, giáo pháp và chư tăng là những cái người mà hỗ trợ cho quý vị thôi, chứ không thể nào mà ban phát cái thánh đạo thánh quả cho ai được. Chư tăng cũng phải tự mình học hỏi,
rồi thực hành, chỉ là trùng tiên, tụng đọc nhắc nhở, hoặc là hoặc là cùng lắm là chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cái sự học, sự thực hành. Rồi quý vị phải lắng nghe, ghi nhớ và sao? Kinh nghiệm của chư tăng không thể nào là trở thành cái kinh nghiệm cho quý vị được. Tại vì không? Tại vì mỗi người có cái trí tuệ, cái điều kiện khác nhau. Cho nên là quý vị nghe rồi quý vị thực hành rồi dùng trí tuệ để mà xem xét, chứ không phải là mình thực hành đúng y như vậy mình sẽ đạt được. Nhưng mà có những lúc cái nhân duyên điều kiện của mình nó khác, cho nên đó là chúng ta phải nỗ lực thực hành để từng bước đạt được từ những cái kinh nghiệm, những cái trí tuệ từ thấp đến cao. Khi mà chúng ta đạt được những cái kinh nghiệm, những cái trí tuệ đó mới là của chính mình. Còn khi mà chúng ta học hỏi, chúng ta ghi nhận, nhớ những cái điều mà giáo pháp hay là chư tăng giảng dạy, thì nó mới là một phần của cái công việc để mà chúng ta thực hành đạt đến cái hạnh phúc cao thượng thôi. Thì cũng qua cái phần chánh kinh và cũng qua cái sự tìm hiểu học hỏi thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều, cầu mong với phước báo này, cầu mong chư tôn đức pháp thể ra ngay, và chúc cho tất cả quý tu nữ, quý phật tử nhiều sức khỏe, an vui, có thêm những cái hiểu biết để củng cố cái niềm tin và trí tuệ của mình trên bước đường học pháp và thực hành giáo pháp ngay trong đời sống hiện tại, để tạo những cái nơi nương nhờ, tạo những cái nhân, cái duyên trong đời sống hiện tại, cũng như những cái phương hướng tốt đẹp cho những kiếp sống tương lai. Và cầu chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bây giờ thì xin cung thỉnh cho tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng có thể trao đổi chia sẻ về cái đề tài của bài học ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, xin trân trọng kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ, lâu lắm như vô đầu cày gặp được hân hạnh gặp sư, nghe pháp của sư. Dạ, kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và kính chào tất cả quý vị anh chị em trong đầu tra. Hôm nay là một cái thuận duyên được vô đây được nghe pháp của sư Pháp Thanh, thành tử là rất là cảm kích. Dạ, thưa sư, là đạo huynh cũng không có rành Phật pháp, nhưng mà đạo huynh hiểu thế này là cái mình quy y Tam Bảo là ba cái điều quý của trong trong Phật giáo là Phật, Pháp, Tăng. Phật là một cái biểu tượng của sự giác ngộ mà mình theo đó, mình nhắm vào đó mình theo. Và còn pháp giống như cái con thuyền mà mình dùng con thuyền mình qua cái bờ bên kia giải thoát. Và Tăng tức là theo đạo huynh mình hiểu là ra tức là những cái người bạn xung quanh mình. Thì xin hỏi sư là nhiều khi đạo huynh đi lung tung có mình đọc nhiều khi là một cái kẻ độc hành, có Phật rồi có pháp rồi nhưng mà thiếu tăng chúng, thiếu những người bạn như vậy, thì thưa sư là mình lấy cái gì để mình bồi đắp cho cái lỗ hổng đó thưa sư? Dạ, dạ cảm ơn sư. Dạ, xin sự giải đáp vậy.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì thật sự ra đó, Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Nhưng mà có những lúc đó, ở cái những cái quốc độ thì không có cái hình bóng Chư Tăng. Nhưng mà bây giờ đó, với cái những cái khoa học kỹ thuật nó hiện đại, chúng ta có thể học được ở trên cái truyền thông internet được. Thì có thể là chúng ta cũng không có gặp trực tiếp được, nhưng mà chúng ta cũng có thể nghe các ngài giảng dạy. Bây giờ nó cũng có rất nhiều những cái room mà của Chư Tăng giảng dạy Phật Pháp đó. Thì mình có thể mình tìm hiểu, mình lắng nghe. Thì có những room thì nó cũng phù hợp. Thì cái room nào phù hợp thì mình thường xuyên vào mình sinh hoạt, mình lắng nghe. Còn nếu mà những cái room nào mà nó không phù hợp thì thôi. Rồi có những lúc nào mà có điều kiện á, thì chúng ta cũng có thể đi đến gặp trực tiếp để trình bày, để tìm hiểu, để nói lên những cái mà mình còn thắc mắc, mình những cái điều mà mình chưa có hiểu rõ, để Chư Tăng những vị có điều kiện có thể hướng dẫn, chỉ dẫn cho mình. Thành ra đó, cái nhân duyên mình không biết được, thấy không? Đó, cái có những cái người mà coi như là học tìm hiểu rồi tạo được những cái thiện sự phước báo rất là lâu. Nhưng mà đó, không có gặp được cái vị mà nó có cái nhân duyên để hướng dẫn cho mình, để đạt đến cái hiểu biết, đạt đến cái trí tuệ giải thoát. Thì rất nhiều cái trường hợp ở đây sư Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá. Và không biết là đạo tràng có còn nghe cái âm thanh của sư không ạ? Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, cảm ơn cô Từ Mẫn, cảm ơn Luyến Đoàn, dạ cảm ơn Tịnh Tâm. Tại sư thấy cô đang thấy là không có nghe, sư sợ đường truyền nó bị trục trặc. Dạ, bây giờ quý vị nghe lại rồi ha. Thì quý vị thấy rằng nè, bà thân mẫu của ngài Xá Lợi Phất là có nhân duyên là mẹ của bảy vị thánh A La Hán. Nhưng mà đó, cái nhân duyên mà nó lúc mà cái nhân duyên nó chưa tới thì bà rất là có cái tâm là bất kính đối với Chư Tăng. Mà bà thấy cái hình bóng của mấy vị tỳ kheo đó là làm cho bà sân hận lên. Tại sao mà bảy người con với cái gia tài đồ sộ như vậy đó, không ai ở nhà để mà hưởng, mà bỏ đi tu hết. Cho đến khi mà ngày Xá Lợi Phất, ngày quán sát cái giây phút mà mình vô dư niết bàn, ở nơi nào thì ngài thấy cái nhân duyên ngài phải trở về cái chỗ mà mình sinh trưởng, và có cái nhân duyên để tế độ cho thân mẫu.
À, thì ngài mới trở về. Trở về thì bà mới hỏi những cái thắc mắc, rồi ngài nhân đó mà ngài giảng, thuyết giảng giáo pháp cho bà, và bà đã chứng đắc thánh đạo thánh quả. Thì lúc đó đó, lúc đó bà mới hối hận, và bà nói tại sao mà lúc trước ngài không thuyết giảng cho tôi sớm chút. Nhưng mà quý vị biết rằng cái gì á, cái duyên á, đến lúc nó tới thì nó tới, không? À, có những lúc cái nhân duyên á, tự mình quán sát mình đạt được, ha. Có những lúc á thì phải nhờ cái sự hỗ trợ của Đức Phật hay là hoặc của các cái chư thánh tăng. À, như cái trường hợp mà Tỳ Kheo Ni Tathāchāra đấy, khi mà bà rửa chân ở bên cái hồ nước, rồi những cái giọt nước đó nó rớt xuống rồi nó tạo thành những cái gợn sóng này, nó hiện rồi nó tan đi, rồi gợn sóng tiếp theo hiện tan đi, bà mới quán về cái tính chất vô thường. Thì lúc đó là Đức Phật đã thấy được cái nhân duyên để đạt đến cái thánh đạo thánh quả A-la-hán, cho nên là Đức Phật đã dùng cái Phật trí để mà hỗ trợ cho bà. Thành ra đó, ngay cái giây phút mà cái nhân duyên nó đến ấy, thì chúng ta sẽ có điều kiện để mà đạt đến. Nhưng mà bây giờ mình đâu biết cái nhân duyên nó lúc nào. Có những lúc thì mình phải có sự hỗ trợ của chư tăng, hoặc là có lúc thì mình tự bản thân mình phải đạt đến. Có những lúc là vô trợ, nhưng mà có những lúc là hỗ trợ. Thì bây giờ đó, mình phải tự nỗ lực trước. Mình phải nỗ lực thực hành. Mình phải tạo nhân, tạo duyên cho chính mình cái đó. Nếu mà có nhân duyên gặp được chư tăng để hỗ trợ thì nó tốt hơn. Nhưng mà nếu mà do cái nhân duyên của mình, mình phải tự nỗ lực thì mình phải cố gắng lên. Chứ bây giờ biết đâu được đâu, không? Mỗi người có cái nhân duyên khác nhau, thì tùy theo điều kiện, tùy theo trong cái hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải có sự nỗ lực với trí tuệ, hiểu biết, rồi mình cố gắng mình thực hành, đi đúng con đường, đúng theo cái lời dạy giáo pháp của Đức Phật. Còn nếu mà được cái sự hỗ trợ của chư tăng thì quý báu, còn không thì mình phải nương tựa vào pháp. Mình dùng trí tuệ mình xem xét những cái pháp nào mà đưa đến sự giải thoát, vượt thoát ra khỏi những cái sự chấp thủ, những cái quy tắc, những cái hình thức thế này thế khác đó, là cái lời dạy của Đức Phật. Mình so sánh, nếu mà những cái nào nó khế hợp với kinh, khế hợp với luật, thì đúng những cái lời Đức Phật dạy thì mình thực hành theo. Chứ còn bây giờ mà nếu mà mình cứ đốt đuốc mình đi tìm minh sư, thì biết làm sao, biết chừng nào mới gặp được. Cho nên là bây giờ chính mình phải tự cứu mình trước, chính mình phải có sự nỗ lực để mình đạt được những cái điều tiến bộ. Có những lúc mình phải làm thầy của mình, rồi có những lúc mình phải làm bạn của mình,
mình phải dùng những cái suy tư chân chánh để mình sách tấm, để rồi mình hỗ trợ cho chính mình. Thành ra cái sự hỗ trợ nó có hai, hỗ trợ của ngoại cảnh của người khác, mà có lôi rút á, chính mình á, cái tâm của mình nó hỗ trợ chính mình, thì cũng xin giải thích cái thắc mắc đôi điều của đạo huynh. Dạ, chúc đạo huynh nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào Tăng Thầy Đạo Trang. Dạ, con đã thấy đạo huynh tạ ơn sư, cảm ơn đạo trường, chúc chư vị thính pháp an vui diệt lạc. Dạ, sa thú, cảm ơn huynh đạo huynh ạ. Dạ, sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ, con không biết là đạo tràng có câu hỏi không ạ? Có thể giơ tay hỏi trực tiếp với sư ạ. Dạ, con kính mời. Kính mời anh Mỹ, kính mời anh Lý nè. Kính mời sư huynh Lý. Kính mời chị Từ Mẫn. Mời huynh Thính Pháp. Dạ, mời huynh Giang Nhất Hệ. Dạ, Nguyên Trang kính mời, mời Sister Tịnh Tâm. Ai, không ai có câu hỏi hết. Dạ, Nguyên Trang kính mời ạ. Chị Từ Mẫn có câu hỏi không, chị Từ Mẫn? Lâu quá không thấy chị Từ Mẫn vào room nè. Hôm nay chị vào room giờ của sư Pháp Thanh, chị có câu hỏi không? Chị có thể đặt câu hỏi để cho mọi người cùng tham gia ha. Ồ, xa thú bàn tay của chị. Dạ, dạ, em, dạ con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, đạo tràng có nghe được tiếng con vô lớp không? Dạ, cảm ơn Nguyên Trang. Dạ, con Từ Mẫn, con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ và chúc sức khỏe sư Pháp Thanh. Dạ, sư Thanh Tâm, ông Năm Bà Năm, cùng quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Bạch sư, con có cái câu hỏi nhà bạch sư giảng dùm cho con, là tại vì nó hơi miên man, là không có trong cái bài học của vấn đáp mà Na Tiên hôm nay bạch sư, nhưng mà cũng có liên quan cái là con sao mà con đầu óc con sao thắc mắc về cái duyên hệ bạch sư. Lấy cái máy này sao? Duyên hệ đó bạch sư, cũng như trước đây trong cái bài học hôm nay thì cũng nói về duyên hệ thập nhị nhân duyên, thì con thấy nó dính tùm lum hết trơn bạch sư. Thành thử ra có cái là con trình với bạch sư là con chỉ có sơ lược cái đọc qua cái câu chuyện của ngài Dục Dương hồi ngày xưa, ngày vua A Dục hồi ngày xưa đó, thì lúc đó thì con thấy là hồi cái thời Ấn Độ đó, khi mà Đức Vua Osaka ngài đã đặt vào cái vị trí của cái lá cờ quốc gia ở bên Ấn Độ đó, quốc giáo là dưới cái bánh xe của Đức Vua Osaka gồm có 24 nang, và có cái ý nghĩa như sau là 12 nang đầu là 12 nang xuôi, 12 nang phía đầu là 12 nang xuôi, mà 12 nang phía sau nhập vô là 12,
12 nang cái câm ngược. Thì 12 dòng xuôi và 12 dòng ngược đó là 24 cái nang trong một cái bánh xe của Đức Vua Osaka, của Đức Vua A Dục. Thì khi mà cái tượng trưng cho cái bánh xe đó, 12 bánh xe là 12 của cái chuỗi nhân duyên trong cái thuyết duyên khởi của nhà Phật. Và 12 cái nang kế tiếp nữa đó là 24 là quá trình dị diệt, không nhân, không quả, không sinh, không tử, chỉ có một là Niết Bàn. Và con hỏi Bạch Sư là con hơi thắc mắc. Khi mà trước, sau khi 200-300 năm Đức Phật đã viên tịch rồi, ngày sau đó, sau 200-300 năm đó thì một ông vua ra đời, đó là Đức Vua Osaka. Thì cái ngày xưa đứa bé mà cúng dường cho Đức Phật với nắm cát bên đường với một cái ước nguyện là đứa bé sau gần 300 năm sau đó là nhà vua Osaka. Đó là đứa bé ở bên vệ đường. Thì con hỏi Bạch Sư là cái giáo lý duyên khởi này, cái về cái thập nhị nhân duyên, những khi mà Đức Phật ông ngài đã nhìn, đã thấy hết những cái mắt xích nó như vậy, trong cái chuỗi nhân duyên nó kéo dài như vậy, thì sau đó khi mà cái vị vua này ra đời thì gần 300 năm sau vị vua mới ra đời thì ổng đã cho thình hành hết những cái tạc tượng, những cái cổ tích, những cái trụ đá của ngài. Mà tại sao như là cái nhân cái duyên, Bạch Sư, có nghĩa là những cái gì ổng đúc, ổng khắc sau này chỉ để lại cho những nhà khảo cổ tìm ra, thì tại sao là y chân như vậy, là 12 với 12 là 24 của cái duyên hệ, Bạch Sư? Cái đó con thấy nhiều cái là nó rất là thú vị mà con không hiểu nổi, mà tại sao họ thiên như vậy, Bạch Sư? Nếu mà con có cái gì mà hơi sơ sót hoặc là vô ý thôi, Bạch Sư với đạo tràng bỏ qua cho con, vì tại vì con cũng thích tìm hiểu về cái duyên hệ lắm. Cho nên con nghĩ là cái bánh xe luân hồi thì họ kéo hoài không bao giờ ngừng, thì cái thân ngũ uẩn của con á, là lúc nào nó cũng theo sau của cái bánh xe đó, Bạch Sư. Nè, con có câu hỏi như vậy con dâng đến Bạch Sư, là tại sao mà connect, là nó liên hệ từ đời ông vua Osaka sau gần 300 năm với Đức Phật, mà tại sao có những cái duyên trùng hợp rất là hay, những cái gì mà của Đức Phật đã diễn biến và ngày nay đã đến tay của vị Đức Vua này, ông đã đúc kết, ông đã xây dựng như vậy, mà dưới cái đất nước độ sau này thờ cái quốc ngữ, cái lá cờ ở dưới chứ cái lá cờ của đất nước quốc giáo bên Ấn Độ sau này là tượng trưng cho một cái bánh xe đó, Bạch Sư. Đó, bánh xe chuyển pháp luân là bánh xe luân hồi. Thì Bạch Sư giảng cho chúng con, nếu mà Bạch Sư nghĩ được cái gì Bạch Sư giúp cho chúng con hơi thắc mắc là tại sao Đức Phật những cái gì ông đã biết hết trơn, mà tại sao gần khoảng 300 năm về sau cái đứa bé đã cúng dường cho ổng là ông vua Osaka, mà tại sao làm ra hết được những cái bánh xe mà 12 câm ngược, 12 câm xuôi, thành là 24 duyên hệ mà cho truyền kiếp cho đến bây giờ, Bạch Sư? Dạ con kính dân bích lại đến Bạch Sư. Dạ con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. À, cái thắc mắc của cô Từ Mẫn á, thì nói như vậy nè, thì cái sự vận hành của pháp á, nó giống như cái bánh xe, cho nên là cái khi mà cái thời pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng cho năm vị Kiều Trần Như đó, gọi là quay bánh xe pháp hay là vận hành
bạn vận hành cái bánh xe pháp. À, nó có cái ý nghĩa như vậy đó, tượng trưng. À, tượng trưng cho cái pháp là nó vận hành ở trong thế gian này. À, dù cho có bậc chánh đẳng chánh giác hay không có bậc chánh đẳng chánh giác rồi, thì cái các pháp nó cũng vẫn vận hành ở trên thế gian này thôi. Nhưng mà đó, vì chúng sanh đó là mê muội, à, vô minh phiền não nó quá nặng, cho nên là không có thấy được. À, cho đến khi mà có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở cái thế gian này đó, thì ngài mới có cái trí tuệ diệt trừ tất cả những cái vô minh phiền não. À, đó, với cái chí nguyện là đạt đến cái quả vị cao tột nhất ở thế gian này, và sau đó thì ngài sẽ giảng dạy cái giáo pháp cho chúng sanh có sự hiểu biết. Thì cũng dựa theo trong kinh, rồi sau này người ta mới vẽ ra hoặc là tạc những cái hình tượng cái bánh xe đó là tượng trưng cho sự cái giáo pháp. Thì khi mà Đức Thế Tôn vô dư niết bàn đó, khoảng 100 năm 200 năm đó, thì cũng không ai dám mà vẽ cái hình của Đức Thế Tôn đó. À, mà người ta chỉ tượng trưng là gì, người ta tượng trưng bằng cái hoa sen. À, cái hoa sen, và trên cái hoa sen đó là cái bánh xe pháp. À, đó là tượng trưng cái hoa sen lớn. À, rồi cái bánh xe cũng to nữa, là tượng trưng cho Đức Phật. Rồi năm cái hoa sen nhỏ hơn ở xung quanh là năm vị Kiều Trần Như. À, người ta với cái hình tượng thôi. À, cho đến sau này đó, cho đến sau này có những cái người mà họa sĩ đó, họ mới dựa theo kinh điển để rồi vẽ nên cái hình tượng của Đức Phật. Chứ còn lúc đầu là người ta rất là sợ khi mà vẽ hình tượng Đức Phật mà không có những cái tướng tốt như vậy đó, thì mang tội, tạo những cái nghiệp không có tốt. À, cho nên lúc sau này, khi mà Phật nhập diệt khoảng 200-300 năm sau đó, thì mới bắt đầu mới có cái người ta mới làm cái hình tượng Đức Phật là dựa theo những cái tướng tốt. À, những cái tướng tốt mà nhất là cái tóc mà nó, cái bím tóc mà nó xây giống như là con ốc, hay là ở giữa chân mày nó có một cái chùm bạch mao, tức là những cái sợi lông trắng đó, nó xoắn lại. À, rồi cái tay Đức Phật thì cái trái tay đó nó dài. À, đó thì dựa theo kinh điển để mà người ta vẽ, người ta tạc lên. Rồi cái bánh xe pháp đó, thì nó cũng có nhiều. Ví dụ bây giờ á, quý vị thấy rằng có những cái là tám câm. Thì tám câm đây đó là nó tượng trưng cho gì? Cho bát chánh đạo. À, đó. Rồi có những cái là họ vẽ là họ tạc là 12 câm. 12 câm á, thì 12 câm này á là nó cho thập nhị nhân duyên. À, thập nhị nhân duyên. Đó, rồi vô minh duyên thành duyên thức. Rồi có những cái là 24 câm. 24 này á là 24 duyên tấu hợp. À, thì cái này nó rất là sâu xa. Cái đó là chúng ta phải học qua trong Di Diệu Pháp á. À, trưởng duyên, rồi tiền sanh duyên, hậu sanh duyên, đồng sanh duyên. À, 24 cái duyên này đó là nó ở trong cái phần cao học của Di Diệu Pháp rồi. Đó. Thành ra đó, tùy theo mà chúng ta ấy, còn cái vấn đề mà cái pháp mà thập nhị nhân duyên á,
Thì sau khi mà Ngài đã chứng đạt thánh chánh cái quả vị chánh đẳng chánh giác đó, là Ngài đã dùng cái trí tuệ quán theo chiều phát sanh. Chứ mình đừng nói là chiều thuận, chiều nghịch là nó không đúng. Chiều xuôi, chiều phát sanh là chiều xuôi, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, đó là theo cái chiều xuôi. Rồi cái chiều diệt đó là gì? Vô minh hành diệt, hành diệt thì thức diệt, đó là cái gọi là cái chiều phát sanh hay là cái chiều diệt, để mình hiểu rõ cái pháp nó dễ hơn. Nói nhiều khi nói chiều xuôi chiều ngược, chiều thuận chiều nghịch đó, thì có nhiều lúc đó mình không hiểu. Nhưng mà mình nói là cái chiều phát sanh tức là vô minh duyên hành, vô minh có mặt làm duyên để cho hành có mặt, vô minh có mặt thì phát sanh hành, hành có mặt thì phát sanh nên thức. Thì như vậy á, mình dễ dàng hiểu hơn, nắm biết hơn. Còn nói 24 duyên á, thì nó là 24 duyên tấu hợp. Nó là trưởng duyên, tiền sanh duyên, hậu sanh duyên, đồng sanh duyên. Đó là 24 duyên. Thành ra mình phải hiểu những cái này nó chỉ là tượng trưng cho cái giáo pháp mà thôi. Chứ nó không có nhất thiết. Không? Thành ra đó, cái tượng Phật, rồi những cái hình ảnh, những cái bức vẽ, những cái phù điêu thì sao? Để những cái người mà Phật tử sơ cơ họ có thể họ đặt cái niềm tin, cần phải cái người sơ cơ đó họ phải có cái hình tượng cao quý để mà họ an trú cái đức tin của họ. Chứ còn đến mà những cái vị mà đã đạt đến thánh đạo thánh quả thì người ta đã thâm nhập, đã ăn sâu vào trong cái tâm tư của họ, đã ăn sâu cái giáo pháp rồi thì họ không có cần nữa. Giống như những cái người mà mới học bơi, mới tập bơi đó, thì sao? Phải có cái phao, cái bè chuối hay là hoặc cỏ khô hay là hoặc là cái ruột xe đó, đó để mình làm cái phao, mình ôm, mình nương tựa vô đó để mình tập bơi. Nhưng mà khi mà mình bơi giỏi rồi đó, mình biết thuần thục rồi đó, thì mình đâu có cần phải ôm mấy cái đó làm chi. Nhưng mà đó, quý vị thấy rằng đến chùa mà nếu mà nó trơn quá, nó không có hoa văn, không có Phật cảnh rồi đó, thì thấy nó cũng đơn giản quá. Giống như cái ngôi nhà bình thường. Cho nên là sao? Cái chùa thì nó khác hơn, tạo những cái Phật cảnh, Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo, Đức Phật Niết Bàn, rồi là vẽ những cái tượng trưng như giáo pháp, những cái bánh xe 8 câm, 12 câm, 24 câm, để là cái hình tượng tượng trưng cho giáo pháp. Nhiều người họ cứ hiểu lầm, họ nói là cái đó là cái bánh xe luân hồi. Chứ sự thật ra đó, cái sự vận hành luân hồi của pháp nó là triền miên, chứ không phải như bánh xe gì đâu. Mà cái giáo pháp á, là cái sự vận hành của pháp á, là luôn luôn nó hiển hiện ở thế gian này. Dầu cho có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện hay không xuất hiện ở thế gian này đó,
thì vô thường, khổ và vô ngã là cái định luật bất di bất dịch của vạn pháp, luôn luôn nó hiện hữu ở cái thế gian này. Cái khổ thì không phải của riêng ai hết. Tất cả chúng sanh trong thế gian này đều khổ, nhưng mà mỗi người khổ ít hoặc khổ nhiều là do cái duyên nghiệp của mỗi người thôi. Rồi cái sanh lão bệnh tử đâu phải chỉ trong Phật giáo mình mới có, mà quý vị thấy tất cả những người khác, những người ở tôn giáo khác đó, họ cũng trong cái định luật này. Dù là Thiên Chúa, Tinh Lành hay là Hồi giáo, là Hindu, Ấn Độ giáo gì đó thì cũng vậy thôi. Nó cũng là sanh lão bệnh tử à. Không có ai mà vượt ngoài cái định luật này được. Cho nên á, chính vì cái điều mà Đức Phật khám phá ở cái thế gian này mới gọi là chân lý. Thì từ lúc mà Đức Phật thuyết giảng bài pháp đầu tiên cho đến tận ngày hôm nay, những cái điều mà Đức Phật dạy nó gọi là chân lý. Tức là sao? Nó là cao tột. Ngoài những cái chân lý này là không có gì khác hết. Thành ra đó, mình hiểu biết như vậy để mà chúng ta hiểu biết mỗi cái hình tượng. Ví dụ như là tám căn. Ta vẽ cái bánh xe pháp là tám căn, là nó tượng trưng cho bát chánh đạo. Rồi 12 căn là nó tượng trưng cho cái dòng thập nhị nhân duyên. Rồi 24 căn là 24 duyên tấu hợp, tùy theo vậy đó. Chứ nó cũng không có gì là quan trọng, tùy theo cái ý thích của mỗi người thôi. Muốn vẽ 800, 1200, 2400 gì đó là do người ta sáng tác ra để nói chung, cái tính chất chung là tượng trưng cho cái sự vận hành của pháp. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Từ Mẫn. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham mô Sang Khai Giá. Dạ, Nguyên Như con xin mời đạo tràng. Có vị nào có câu hỏi có thể chat lên trên màn ảnh, Nguyên Như có thể đọc cho sư, hoặc là quý vị có thể giơ tay để hỏi trực tiếp với sư ạ. Tịnh Tâm ơi, Tịnh Tâm có câu hỏi nào không? Hồi nãy giờ Nguyên Như nghe đạo huynh và chị Từ Mẫn có câu hỏi hay rồi nè. Tịnh Tâm có câu hỏi nào không? Nguyên Như xin mời anh Giang Nhật Hà, xin mời anh Thính Pháp luôn nha. Dạ, xin mời Tịnh Tâm ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh và kính lễ quý cô tu nữ, và kính chào toàn thể quý đạo hữu.
Dạ kính thưa sư, qua bài học ngày hôm nay con nghe sư giảng thì con có cái thắc mắc và cũng không có được hiểu cho lắm, là cái thời mà Đức Phật còn hiện tiền thì sao con thấy cái bài giảng này một vị nữ khi mà thỉnh hai vị tăng về để dùng thọ trai, thì sau đó nghe pháp và đã đắc được thánh đạo và thánh quả, và sau đó một chư vị người nam thì cũng đắc được thánh đạo thánh quả. Và theo con thấy thì thời Đức Phật những vị đó được đắc đạo và thánh đạo và thánh quả do nhân duyên gì mà con thấy nó cũng mau chóng và nó lẹ như vậy? Và theo thời như thời hiện tiền bây giờ, thời hiện thời bây giờ thì những hàng Phật tử như chúng con vậy tu tập mà rốt ráo thì tinh tấn và có thể nào mà đạt đến thánh đạo và thánh quả không thưa sư? Dạ con xin sư dạy cho chúng con được hiểu rõ hơn ạ. Dạ con kính cảm ơn sư. Dạ con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Những chúng sanh mà trong cái thời kỳ mà Đức Phật còn hiện tiền đó, là những cái vị này đã bổ túc các cái pháp độ đầy đủ rồi, với cái chí nguyện là gặp được bậc chánh đẳng chánh giác, để mà ngài tiếp độ đạt đến thánh đạo thánh quả đó. Thì những chúng sanh này quý vị thấy rằng không phải là những cái vị mà lớn tuổi, có những cái vị sa di mới có 7 tuổi thôi, nhưng mà trong quá khứ đã tạo trữ các cái độ túc duyên đầy đủ rồi. Thành ra đó các vị có thể chứng đắc quả vị A La Hán rất là dễ dàng. Đó, có vị thì chỉ nghe ông thầy giảng về cái gì, cái 32 thể trược, tóc lông móng răng da, rồi ông thầy vừa đọc mà ông thầy vừa cạo tóc, cạo tóc cái vị này dùng cái trí tuệ quán sát về cái 32 thể trược đó, thì cái nhát cạo vừa dứt, cái tóc nó vừa rớt xuống đó, thì vị này đã đắc quả A La Hán rồi. Thì mình thấy nó quá dễ dàng, đâu có phải như mình là phải học rồi phải thực hành rồi. Nhưng mà quý vị rằng nhớ rằng những vị này đã học, đã hành rất nhiều trong các kiếp quá khứ rồi, cho nên là đến cái kiếp cuối cùng đó nó mới đắc một cách dễ dàng như vậy. Còn đến cái thời điểm hiện tại này đó, quý vị thấy rằng sao? Cái thời kỳ mà cái tâm của chúng sanh đó, cái phiền não nó nhiều, tạo phước thì ít mà tạo những cái phiền não bất thiện nghiệp thì nhiều, thành ra làm sao mà dễ dàng mà đắc đạo quả được. Nhưng mà chúng ta phải tin tưởng vào cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật đã nói rồi, cho đến khi nào mà còn những chúng sanh thực hành đúng theo cái con đường bát chánh đạo,
thì đạo quả sẽ không vắng mặt ở thế gian. À, bây giờ mình có thực hành, nhưng mà mình thực hành có quyết liệt, có rốt ráo chưa? Mình có dám nguyện bây giờ mình ngồi thiền mà dầu cho thân này có khô cạn, thân xác này máu có khô, thân này có hoại diệt, mình không rời bỏ cái vấn đề mà từ bỏ cái pháp hành. Bây giờ mà một chúng sanh mà có cái chí nguyện mà cao cả như vậy chắc hơi khó, thấy không? Trời ơi, ngồi thiền lâu nhức quá, đau quá, nhức quá. Trời ơi, lạnh quá, hành không nổi. Trời ơi, nóng quá, hành không nổi. Đói bụng quá, hành không nổi. Khát nước quá, hành không nổi. Thấy không? Đó. Thành ra đó, mình chưa có hành một cách quyết liệt. Trong cái thời kỳ mà Đức Phật quá khứ có 4 vị tỳ kheo, lúc đó cái giáo pháp biết là cái giáo pháp nó sắp sửa hết hiệu lực rồi, 4 vị này mới leo lên một cái tảng đá thật là cao, làm cái thang để leo lên cái tảng đá cao đó, rồi xô cái thang cho ngã xuống, để hành quyết liệt giáo pháp để đạt đến thánh đạo thánh quả. Nhưng mà đó cũng có 1 vị 2 vị đạt được thôi, còn 2 vị là hành cho tới bỏ thân xác ngũ quẩn này luôn, nhưng mà chưa có đủ nhân duyên. Đến khi Đức Phật xuất hiện ở thế gian này đó, thì cái vị đó mới tái sanh lại làm người. Và chính nhờ cái sự nỗ lực ở trong quá khứ đó, nó tạo trữ các pháp độ tốt duyên đầy đủ. Cho nên là vị này sau cái khi thân xác thì tái sanh lại làm một vị chư thiên. Rồi khi mà gặp được Đức Phật thuyết pháp, vị này chứng đắc. Thành ra bây giờ đó, mình muốn đạt được thì bây giờ ngay thời hiện tại này mình phải ráng nỗ lực mình thực hành. Đó, thành ra đó, ngài Hòa thượng Sư Minh á, ngài nói rằng á, bây giờ mình đừng có thắc mắc tôi đắc chưa, người này đắc chưa, người kia đắc chưa. Mình tự hỏi mình chứ mình có dám thực hành rốt ráo kiên quyết, dầu cho có hy sinh, có xả bỏ cái thân mạng này chưa? Đó. Thành ra đó, bây giờ á, là những chúng sanh hiện tại này nè, coi như là cái túc duyên nó chưa đủ. Cho nên chúng ta ráng cố gắng, chúng ta đừng nói là tại giờ mình tu gieo duyên, mà mình phải ráng mình nỗ lực ngay trong đời sống hiện tại này để tạo phước, tạo trữ các pháp độ đầy đủ, thì trong những cái kiếp vị lai mình mới có cơ hội để đạt đến thánh đạo thánh quả. Ngay cái công việc mà đạt đến cái giây phút nào mà thánh đạo thánh quả nó xuất hiện là cái việc đó của pháp bảo. Còn bây giờ cái bổn phận của mình là cái nhiệm vụ của mình là ráng cố gắng nỗ lực học pháp hành pháp. Nếu còn những người đi đúng trên cái con đường giới định tuệ, còn nỗ lực thực hành theo bát chánh đạo, thì thánh đạo thánh quả vẫn còn hiện ở thế gian. Thì bây giờ đó, có khi cái thánh đạo thánh quả A La Hán thì giờ sợ nhiều thế là chưa biết, không còn hay còn hay gì đó. Nhưng mà đó, nếu mà quý vị ráng cố gắng nỗ lực, mặc dù quý vị chưa đạt đến cái thánh đạo thánh quả,
sơ đạo sơ quả đi chăng nữa đó, thì cũng trở thành một cái vị mà phàm phu, nhưng mà có giới, à, có tuệ, không? Đó, chính những cái sự thực hành ở kiếp hiện tại này vậy, mình ráng mình nỗ lực, à, mặc dù mình chưa đạt đến thánh đạo thánh quả đó, nhưng mà Đức Phật nói sao? Cái những chúng sanh này á, đang đối diện với niết bàn. Đó, từ đó mà chúng ta ráng cố gắng tinh tấn, nỗ lực để thực hành, để hướng đến cái con đường giải thoát. Chúc tịnh tâm nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Và đến đây thì thời gian cũng vừa phải lẽ. Và xin kính chúc chư công đức trưởng lão pháp thể Ca Ngang, chúc tất cả quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã cho chúng con bài học của ngày hôm nay rất là hay, rất là xa thú bạch sư. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, xin thay mặt kêu tăng phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta nuvave nasanaso te bhavante. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nuvave nasanaso te bhavante. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nuvave nasanaso te bhavante. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng ạ. Yang kinh chi ku sa la kam mang kan tam bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye san ta san ni no an thi ye cha san ta a san ni no ka tang puan nya pha lang me hang sam be pha gi pha wan tu te ye tang ka tang su wi di tang din nang puan nya pha lang ma ya ye cha tan tha na cha nan ti de wa gan toa ni we da yung sam bê lô cam hi dê san ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nuôn nhân phô cha năng sam bê la phan tu ma ma chê ta sa ti y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu y đăng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu
Ý đằng quá tá mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tú quá nà gá tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hội hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoạn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát, kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tay nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nguyên Như xin kính mời chư vị trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai. Thứ tư cũng là sáng thứ năm bên Việt Nam, chúng ta lại cùng nhau ôn lại bài Vi Diệu Pháp của thầy Kinh Milanda. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.